Biểu mô. Biểu mô gồm hai loại: biểu mô phủ và biểu mô tuyến. Biểu mô phủ phủ mặt ngoài cơ thể hoặc lập các khoang thông với bên ngoài. Biểu mô tuyến tạo nên các tuyến nội tiết hay ngoại tiết. Biểu mô phủ gồm có các loại sau: biểu mô vuông đơn, biểu mô lát đơn, biểu mô trụ đơn, biểu mô vuông tầng, biểu mô lát tầng sừng hóa, biểu mô lát tầng không sừng hóa, biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển, biểu mô đa diện tầng, còn gọi là biểu mô chuyển tiếp. Biểu mô vuông đơn chỉ gồm một hàng tế bào đứng trên màng đáy. Các tế bào này có hình khối vuông, tức là tế bào có chiều cao xấp xỉ bằng chiều ngang, nhân tế bào hình tròn nằm chính giữa tế bào. Được tạo bởi duy nhất một hàng tế bào rất dẹt, mỏng, như lớp gạch hoa lát sàn nhà, nhân tế bào sẫm màu, hơi lồi lên. Biểu mô trụ đơn cũng chỉ gồm một hàng tế bào đứng trên màng đáy. Các tế bào có hình trụ cao, nhân tế bào có hình trứng, nằm gần phía cực đáy tế bào. Ở biểu mô phủ nhung mao ruột non, biểu mô trụ đơn có hai loại tế bào là tế bào mâm khía và tế bào hình đài tiết nhảy. Ở biểu mô phủ niêm mạc dạ dày chỉ có một loại tế bào trụ đơn tiết nhảy. Biểu mô vuông tầng. Đây là hình ảnh ống bài xuất của tuyến nước bọt. Biểu mô của ống được tạo bởi hai hàng tế bào mà các tế bào này có hình khối vuông, nhân hình cầu nằm chính giữa tế bào. Như vậy, đây là biểu mô vuông tầng. Biểu mô lát tầng sừng hóa. Biểu bì da khá dày, ngăn cách với chân bì bên dưới bằng màng đáy. Biểu bì da gồm nhiều hàng tế bào, càng lên phía trên, các tế bào càng dẹt dần và thoái hóa tạo ra các lá sừng màu đỏ. Biểu mô lát tầng không sừng hóa. Đây là hình ảnh biểu mô lợp mặt trong của thực quản. Biểu mô này cũng gồm nhiều hàng tế bào và những tế bào lớp nông dẹt dần và bong ra. Tuy nhiên, không có hiện tượng thoái hóa và tạo ra lớp sừng. Vì thế, biểu mô có tên là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Có thể phân biệt một hàng tế bào dưới cùng có nhiều hình ảnh phân bào, đó là lớp đáy hay lớp sinh sản. Các lớp tế bào thứ hai trở lên có hình đa diện dẹt dần có tên là lớp sợi hay lớp Malpighi. Do đó, biểu mô loại này có tên là biểu mô lát tầng kiểu Malpighi. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Biểu mô lập mặt trong của các phế quản và khí quản gồm có nhiều hàng nhân tế bào. Các tế bào phía trên cùng có hình trụ, nhân hình trứng nằm thấp. Cực ngọn tế bào có các lông có khả năng chuyển động. Tuy nhiên, tất cả các tế bào đều có chân bám trên màng đáy. Do đó, biểu mô loại này có tên biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Biểu mô đa diện tầng. Biểu mô lập mặt trong của bàng quang cũng gồm nhiều hàng tế bào, nhưng các tế bào này đều có chân bám trên màng đáy. Như vậy, thực chất đây là một biểu mô giả tầng. Để thích ứng với chức năng, các tế bào lớp nông nhất có dạng hình đa diện khi bàng quang xẹp sẽ chuyển thành dạng mỏng dẹt khi bàng quang căng giãn. Biểu mô tuyến gồm hai loại là tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết. Tuyến ngoại tiết có ống bài xuất riêng và sản phẩm chế tiết được đổ ra ngoài cơ thể hoặc được đổ vào các khoang thông với bên ngoài. Tuyến nội tiết thì trái lại, không có ống bài xuất riêng, sản phẩm chế tiết là các hormone được đưa thẳng vào máu. Ở tiêu bản da có thể dễ dàng quan sát hai loại tuyến ngoại tiết. Tuyến mồ hôi là loại tuyến ống đơn cong queo. Vì thế, ngay trên một lát cắt có thể thấy một đám những ống cắt ngang của một đơn vị tuyến. Cấu trúc này được gọi là tiểu cầu mồ hôi. Tuyến bã là loại tuyến túi toàn hủy. Tuyến có dạng hình túi, các tế bào tích lũy dần chất bã và thoái hóa thành một khối bã, sau đó được tống ra ngoài bề mặt da. Ở tá tràng có hai loại tuyến ngoại tiết là tuyến Lieberkuhn và tuyến Brunner. Tuyến Lieberkuhn là loại tuyến ống đơn thẳng do biểu mô lõm xuống lớp đệm mà thành. Tuyến Brunner nằm chủ yếu ở tầng dưới niêm mạc, đây là loại tuyến ống chi nhánh phức tạp. Sản phẩm chế tiết là chất nhầy, do vậy tuyến Brunner sáng màu hơn tuyến Lieberkuhn. Tuyến tụy ngoại tiết là loại tuyến túi kiểu chùm nho. Phần chế tiết chính là các nang tuyến phình ra thành những túi. Các túi tuyến đó mở thông với những ống bài xuất nhỏ, ống trung gian.
các ống này tập trung thành những ống lớn hơn, đó là những ống bài xuất trong tiểu thùy và gian tiểu thùy. Có những tuyến ngoại tiết đặc biệt không thuộc các dạng điển hình trên. Ở biểu mô trụ đơn của ruột non, xen kẽ với những tế bào hấp thu, tế bào mâm khí, là những tế bào hình đài tiết nhầy. Các tế bào này có hình đài hoa tiết chất nhầy, nhân tế bào nhỏ nằm sát cực đáy. Đây chính là loại tuyến ngoại tiết các tế bào độc lập. Một loại tuyến ngoại tiết khác có tên là lá tuyến. Ví dụ ở dạ dày, toàn bộ biểu mô phủ niêm mạc dạ dày là loại biểu mô trụ đơn chất nhầy. Chất nhầy bắt màu đỏ khi nhuộm đặc biệt, nằm ở bào tương cực ngọn tế bào, sau đó được chế tiết để tạo ra lớp chất nhầy phủ niêm mạc dạ dày.